chật vật mưu sinh và đặt nhiều hy vọng vào vựa hoa Tết với mong muốn vớt vát cả một năm ròng vì dịch bệnh. Thế nhưng năm nay tiếp tục sẽ là một năm đầy khó khăn với người nông dân của thành phố Đà Nẵng. Hoa thì nằm vườn ngóng thương lái, trong khi chỉ còn hơn chục ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Làng hoa Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang hiện có 28 hộ trồng hoa, cung ứng cho thị trường Tết 12.000 chậu các loại. Lo ngại sức mũi, năm nay người dân ở đây đã giảm một nửa số lượng trồng. Gia đình anh Đạt chỉ đầu tư chăm sóc 800 chậu cúc pha lê tầm trung, đến nay đã xây nụ. Thế nhưng hoa vẫn nằm vườn, chờ thương lái. Năm nay trúng phân bón, người làn gió coi quá. Đầu ra thì từ hiện tại thì chưa thấy thương lái đánh. Mọi người nông dân như tôi là đơn rất là lớn. Bông là mình bón là gió bình thường thôi. Không có cấp tan, nhưng mà về dịch nên là họ ít đi buôn mình đâu cũng lo. Thấp thỏm lo âu là tâm lý chung của nhiều nông hộ trồng hoa khác. Tại hợp tác xã Hòa Liên, nhiều nhà vườn đã giảm số lượng hoa chậu lớn như cúc pha lê, cúc đại đoá, tập trung đầu tư vào hoa trang trí tiểu cảnh. Gần 30.000 chậu đỗ quyên dãy yến thảo này được ông Lợi nhận chăm sóc theo đơn đặt hàng. Đầu ra ổn định khiến người nông dân vơi bớt nỗi lo. Tôi năm nay là tổng thể là khoảng tầm gần 30.000 chậu. Nhưng mà chủ yếu là bỏ qua đường phố là nhiều hơn. Hiện nay Đà Nẵng có khoảng 20 hecta với gần 194.000 chậu cúc vạn thọ, hơn 210.000 cây hoa cúc đất, lan mokara và hoa treo. Đa dạng về chủng loại và chú trọng đến chất lượng hoa, người nông dân đang kỳ vọng về vụ hoa Tết được mùa, được giá.